Theo Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đến nay sau hơn 3 năm thi công, tổng giá trị xây lắp của dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu đã thực hiện gần 2.710 tỷ đồng, đạt 80,4% kế hoạch. Hiện liên danh các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến cuối tháng 10 hợp long nhịp chính cầu Mỹ Thuận 2 và đến cuối năm nay sẽ hoàn thành toàn bộ dự án. Đến nay có 3 trên 5 gói thầu đã hoàn thành, gồm các hạng mục đường dẫn bờ phía Tiền Giang, cầu Khoan Nhồi và bệ các trụ nhịp chính dây dăng từ trụ T14 đến trụ T17. Riêng gói thầu thi công đường dẫn phía tỉnh Vĩnh Long, khối lượng thực hiện 367 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch. Gói thầu thân trụ từ T14 đến trụ T17 và kết cấu phần trên nhịp chính dây dăng, kè gia cố bờ sông, hệ thống an toàn giao thông đường bộ, hệ thống điện chiếu sáng đến nay cũng đã đạt giá trị thi công trên 739 tỷ đồng, đạt hơn 53% kế hoạch. Trong đó, liên danh các nhà thầu thi công đã thi công xong 2 trên 2 trụ neo, hoàn thành thi công thân trụ tháp T15, T16. Hiện liên nhà thầu đang tập trung hoàn thiện gói thầu này và phấn đấu đến đầu tháng 8 sẽ hợp long các nhịp biên hai bờ phía Vĩnh Long và Tiền Giang. Đến cuối tháng 10 sẽ hợp long nhịp chính cầu Mỹ Thuận 2 và hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối tháng 12 năm nay. Cầu Mỹ Thuận 2 được khởi công xây dựng vào tháng 2 năm 2020 với tổng vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng. Đây là dự án thành phần của dự án cao tốc Bắc Nam sẽ kết nối hai dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và Mỹ Thuận Cần Thơ, tạo thành tuyến giao thông thông suốt từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ, giúp giảm tải áp lực cho tuyến quốc lộ 1 và cầu Mỹ Thuận hiện hữu.